Trận đại chiến giữa Liverpool và Chelsea ở vòng 21 ngoài hạng Anh diễn ra trong thời điểm mà cả hai đội bóng đang rơi vào cuộc khủng hoảng về phong độ lẫn niềm tin. Nhưng đây vẫn là trận đấu được chờ đợi khi cả hai đều là những đội bóng lớn và đều muốn giành chiến thắng để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. Trước khi đối mặt với đội bóng thủ đô London, Liverpool đã trải qua trận thứ ba liên tiếp không biết đến chiến thắng và mới nhất là thất bại 0-3 trên sân của Brighton ở vòng 20 cuối tuần trước. Đó là trận thua toàn diện của Scopes về mặt lối chơi, tinh thần và sự hiệu quả. Đồng thời, thất bại cũng đẩy Scopes xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 28 điểm, kèm nhóm tham dự Champions League 10 điểm. Và mục tiêu lúc này của thầy trò huấn viên Jurgen Klopp là phải giành chiến thắng trước đại diện của thủ đô London để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và quan trọng hơn là lấy lại sự tự tin. Trong khi đó, Chelsea đã tạm thời chặn được đá sa sút bằng chiến thắng tối thiểu trước Crystal Palace ở vòng đấu trước nhờ sự tỏa sáng của Kai Havertz người ghi bàn duy nhất cho đội bóng áo xanh. Ở thời điểm hiện tại, Chelsea đang xếp ngay sau Liverpool trên bảng xếp hạng Premier League, dù có cùng điểm số nhưng kém chỉ số phụ. Vì thế, dù cả hai đội đang không có được chất lượng chơi bóng cao nhất, nhưng đây vẫn là trận đấu vẫn đáng được chờ đợi vì tính cạnh tranh và niềm tự hào của cả hai bên. Huấn luyện viên Jurgen đang gặp vấn đề với lực lượng của Liverpool ở thời điểm này. Các trụ cột nếu không gặp chấn thương thì mất phong độ trầm trọng ở cả hàng phòng ngự và hàng tiền đạo. Điều đó khiến cho đội bóng áo đỏ không thể duy trì được chất lượng chơi bóng và thường mất điểm ở các vòng đấu gần đây. Cơn bão chấn thương vẫn chưa chấm dứt ở Chelsea khi đội bóng áo xanh vẫn thiếu rất nhiều cầu thủ trụ cột và danh sách này vừa bổ sung thêm Zakaria cũng như sự thiếu vắng của tân binh Felix vì bị treo giò. Đây chắc chắn là thiệt thòi của The Blue khi họ phải làm khách của Liverpool. Liverpool đang nhỉnh hơn Chelsea trong năm cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội khi giành chiến thắng hai trận, hòa hai trận và để thua một trận. Xét về phong độ hiện tại, Scott chơi khá tệ khi để thua hai trận, hòa một trận và thắng hai trận còn lại. Còn Chelsea cũng chưa kém cỏi khi mới thắng được một trận để thua 3 trận và hòa một trận khác. Ở thời điểm này, cả hai đội đều đang khủng hoảng về lực lượng và phong độ. Đồng thời, tính hiệu quả trong lối chơi của cả hai đội đều không cao. Nhưng với lợi thế sân nhà và có đội hình tương đối nhỉnh hơn ở các vị trí trên sân so với Chelsea, theo các chuyên gia, Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn với tỷ lệ 1 phần 2. Về tổng tỷ số bàn thắng trong 90 phút, hàng công hoạt động thiếu hiệu quả chính là vấn đề của cả Liverpool và Chelsea trong các trận đấu gần đây. Trong khi hàng phòng ngự của cả hai bên cũng chưa không tốt. Dù đây sẽ là trận đấu khá chặt chẽ, nhưng theo dự đoán của máy tính, trận đấu này nhiều khả năng sẽ chạm mốc 3 bà bàn vượt tỷ lệ 2 3/4. Dự đoán của thể thao văn hóa Liverpool Chelsea 2 1.